Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. Mình bắt gặp cái bông này nở bự. Rất là to luôn. Cho nên quay lại cho các bạn xem. Để xem cái này mấy cái đài. Đâu rồi? Phía trong này. Không tới rồi. Đây là giống trang Mỹ đỏ. Mình cũng đang chiết nhánh với cắt nhánh để dăm cành xuống. Các bạn nào cần cây giống thì hãy comment bên dưới giúp mình. Đây là trang Mỹ đỏ.